Đã bao giờ bạn kẹt giữa dòng xe tắc cứng và tự hỏi mình là ai, khác biệt ra sao với tất cả những con người đang hối hả trên đường? Hoặc có những lúc thấy tai mình ù đi và những bài giảng thì cứ trôi tuột, khi mà những gì bạn đang được dạy chẳng phải thứ bạn thực sự muốn học. Hay dành cả tiếng chỉ để nhìn lên bầu trời trong một ngày xám ngoét và thắc mắc rằng liệu tương lai thì mình sẽ ổn chứ? Tôi vẫn thường làm những điều đó. Như những cuốn sách thì vẫn thường khuyên chúng ta là bạn phải theo đuổi đam mê của mình vì đó là chìa khóa quyết định tương lai. Hãy làm những việc bạn đam mê nếu muốn chạm đến thành công. Nhưng thực tế thì sống với đam mê nào có dễ dàng? Mọi chuyện thật đơn giản khi chúng ta 5 tuổi. Ý tôi là với vài tờ giấy, hộp bút màu hay là bộ đồ chơi, chẳng có một nhiệm vụ gì cả. Có cả một thế giới trong trí tưởng tượng, trong các bức vẽ, trong những miếng đồ chơi sắc màu. Chúng ta say sưa, quên ăn quên ngủ, gào khóc vì nó. Mọi thứ thực sự thú vị khi được làm những điều mình ưa thích. Và cũng đã có lúc đam mê là một thứ mà khi nghĩ đến đủ để làm tôi mỉm cười. Giờ thì tôi đã có nhiệm vụ cho mình. Họ hàng muốn một câu trả lời hay trong dịp lễ Tết khi hỏi là kỳ này cháu đã học sinh gì. Còn tôi muốn học thật giỏi, muốn lớn lên làm trụ cột gia đình, muốn có một tương lai sáng lạn. Có cả một đống thứ mà ta phải học để làm được những điều đó. Nhưng cũng đến lúc bạn đủ lớn để có thể tự hỏi mình rằng những thứ mình đang học có đúng là thứ mình muốn không? Chúng ta sống trong cái xã hội mà nhiều cha mẹ mong muốn con cái có một công việc văn phòng ổn định thay vì cầm bút vẽ 15 tiếng mỗi ngày, dành hàng giờ để luyện thanh hay là toát mồ hôi trong phòng tập nhảy. Ta bối rối giữa những lựa chọn và hy vọng cha mẹ mình đúng. Cũng khi bạn muốn mình là một ngoại lệ, và nhận lại những sự thất vọng. Có quá nhiều thứ được xã hội xếp vào lông bông và ít có tương lai. Rồi ta vào đại học, chính thức từ bỏ đam mê hội họa để học tài chính ngân hàng, ngừng mơ ước thành cầu thủ bóng đá để luyện vào trường y. Những mầm mống áp đặt và định kiến trong suốt một thời gian dài đã thành công. Đúng, con đường xã hội hay gia đình đã chọn hộ. Con đường anh chị chúng ta đã đi qua và bạn bè chúng ta đều đang hướng đến. Ai đó sẽ nói,
Những thứ đam mê viển vông sẽ khiến bạn thụt lùi và thất bại mà thôi. Ta sợ lạc lõng, sợ những sự đánh giá. Và vì thế, hòa hiệp. Trước khi chúng ta kịp ngộ ra một điều gì đó, tại lúc bạn phải đi làm, lập gia đình, rồi có cả ngàn thứ khác để lo. Vậy câu chuyện sẽ kết thúc như thế này à? Bạn thật may mắn nếu cũng như tôi, vì chúng ta còn trẻ. Thực ra thì tôi cũng chẳng hơn gì bạn cả. Ngành học của tôi là theo ý bố mẹ. Cho dù tôi vốn là một thằng có cả đống đam mê, giờ tôi cũng chẳng đủ can đảm để làm lại từ đầu khi mà đã là sinh viên năm ba. Nhưng tôi cũng không phải tiếp đổ lỗi cho hoàn cảnh. Và bạn cũng nên thế. Hãy tìm một cách giải quyết phù hợp hơn với mình. Tôi sẽ khuyên bạn dành thật nhiều thời gian rảnh rỗi để thử sức, trải nghiệm, nỗ lực với những gì mà bạn cho là đam mê một cách nghiêm túc và quyết liệt nhất. Bạn thích viết lách á? Vậy chần chừ gì nữa? Hãy cứ cầm bút lên thôi. Đam mê kinh doanh à? Nghĩ đến thứ ngày mai bạn sẽ bán được rồi đấy. Và nếu trở thành một đầu bếp tuyệt vời là điều mà bạn luôn nghĩ tới, ngay khi hết tiết học buổi sáng, tìm lấy một cuốn sách hoặc một lớp dạy nấu ăn đi. Đừng để mọi thứ chỉ nằm trong sự tưởng tượng hay là mơ hồ của bạn. Một khi nhận ra đâu mới là đam mê thực sự của mình, đó là lúc bạn bước lớn hơn để khẳng định bản thân. Hãy mang thành quả của bạn suốt thời gian ngấm ngầm theo đuổi đam mê và cho bố mẹ xem. Tin tôi đi. Hơn ai hết, đấy là những người luôn ủng hộ bạn nhiều nhất. Chỉ là đôi khi thì họ cần chắc rằng bạn đã đủ chín chắn hay chưa thôi. Chết, mình sắp muộn giờ làm thêm rồi. Chúng ta ai cũng cần phải có tiền để nuôi đam mê của mình nữa. Hẹn gặp mọi người lần tới nhé. Rất có thể sau khi bạn xem đến đây, thấy video cũng được, cũng ý nghĩa. Nhưng rồi khi bạn tắt máy tính thì bụp, mọi thứ chả có gì thay đổi cả. Vì theo bạn thì phim chỉ là phim, còn chuyện ngoài đời thì khác hẳn. Bạn cũng cho rằng mình có đến N từ khó khăn hơn so với tôi và những người khác để theo đuổi đam mê của mình. Nhưng vì đó là cuộc sống mà. Nếu mọi thứ đều dễ dàng với chúng ta thì đã chẳng có chuyện gì để nói ở đây cả. Mà tôi cũng có thể kể cho bạn nghe N câu chuyện về những con người ở nhiều hoàn cảnh theo những cách rất khác nhau vẫn nuôi dưỡng đam mê của mình. Như Christine Hà đã từng nói, có thể bạn không nhìn thấy con đường mình đi, nhưng điều quan trọng là trong trái tim bạn
biết rõ nơi mình đến. Chắc là tôi đã biết nơi trái tim mình muốn đến. Vậy còn bạn? Bạn sẽ không từ bỏ chứ?